Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật nha. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhật lại cập nhật cho các bạn về giá cũng như là chương trình khuyến mãi của dòng xe Future phiên bản của 2024. Thì như bạn đã biết thì dòng xe Future phiên bản của 2024 hiện tại thì quý khách hàng cũng đã tin tưởng và lựa chọn rất là nhiều. Thì chính vì lý do đó thì ở những cái khu vực lân cận các bạn hoặc là những cửa hàng nhỏ lẻ sẽ không có đầy đủ hàng để cập nhật hàng cho các bạn cũng như là giá cũng đã cao rất ngưỡng. Thì tuy nhiên các bạn mình đến với cửa hàng Hòa Đức thì bên mình luôn cam kết cho các bạn là giá hiện tại cực kỳ rẻ, luôn lúc nào cũng cạnh tranh và cũng như là hàng thì lúc nào cũng đầy đủ cho các bạn ha. Thì đây là kho tại cửa hàng. Thì clip ngày hôm nay Nhật sẽ quay theo yêu cầu của bạn mình comment trên trang của Nhật là quay cho các bạn mình xem cái phiên bản Future, phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản bánh công. Thì sẵn đây thì Nhật sẽ quay và phải cập nhật giá luôn nha, ở thời điểm là đầu tháng 8 nha. Ở phiên bản Future 2024 này, phiên bản bánh công thì được cái là nó sẽ full màu xanh. Ví dụ như là chiếc này là nó xanh là xanh Tiger, là phiên bản mới. Ở bản cũ là cái chiếc Future màu xanh của nó là dạng như là xanh da trời, xanh nhạt. Bản mới này nó sẽ giống như chiếc quay y hơn, xanh đậm. Ở những dòng xe nó giống như là những dòng xe ví dụ như là cùng cái phiên bản nó, chẳng hạn như là quay Alpha 2024, EGX của 2024 thì đều là sử dụng phiên bản màu xanh giống như này, cùng một tông màu ha. Các bạn mình có làm quen thì mình cũng đã thấy trên đường đó. Thì ở phiên bản này thì phiên bản bánh công và phiên bản 2024 này nó sẽ là xanh nguyên con, không phải là mặt nạ đen giống như phiên bản cũ. Còn nó sẽ đổi ngược lại, ở phiên bản bánh mâm thì nó sẽ là màu xanh đen, mặt nạ đen như thế này các bạn. Ở phiên bản bánh công này nhìn thấy nó đẹp hơn nè các bạn. Còn nếu như các bạn mình thích ở những phiên bản bánh mâm nhưng mà thích lên mặt nạ xanh á, cửa hàng bên mình vẫn có những cái chương trình để hỗ trợ cho các bạn để lên cái phần mặt nạ xanh để theo yêu cầu của bạn luôn nha. Bữa hàng cửa hàng bên mình vẫn có nha. Còn ở phiên bản của 2024 này thì nó sẽ là xanh nguyên con như thế này và có những chi tiết chẳng hạn như là logo cánh chim hình Honda. Đây là cái phần là tem dán nha, không phải là tem sơn. Ở những cái phần tem sơn thì bên cửa hàng bên mình chỉ có những cái phiên bản độ màu mới có những cái phiên bản tem sơn, còn phiên bản là zin của nó là sử dụng là tem dán hết 100%. Các bạn mình về thì mình có thể là mình thay đổi màu sơn hay là thay đổi theo độ màu theo ý thích của mình cũng được nha. Lưu ý các bạn mình mua về nếu như mình không cần phải đi xin đổi màu hoặc là đổi giấy tờ thì các bạn mình nên có độ thì độ những cái phiên bản giống cái màu sơn của nó thôi. Ví dụ như là gốc là màu xanh đen, có thể là độ là phiên bản màu xanh khác, xanh đậm, xanh nhạt gì đó, yêu cầu đúng màu xanh mình là được ha. Còn cái tem này cũng vậy, Future này có thể là mình đổi tem cũng được. Lý do vậy sao? Tại vì các bạn mình ở những cái clip trước các bạn mình gọi về hỏi mình cách đổi như thế nào hoặc là đổi tem có được hay không đấy, thì Nhật đã chia sẻ luôn rồi đó. Thì Future này sử dụng là tem nổi ha. Ở những cái phiên bản bánh công và bánh mâm đều sử dụng tem nổi hết. Future 125 cực kỳ đẹp nha. Rồi, kế tiếp là những cái ưu điểm của dòng xe Future này thì Nhật sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Đầu tiên ở phiên bản 2024 này là cái phần phuộc màu đen nhám, lốc máy màu đen nhám. Đây là những cái ưu điểm của 2024. Thì với bản 2024 này nó sẽ làm cho phiên bản mình trở nên là thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Nó không còn những phiên bản nó sẽ mềm yếu hoặc là các bạn hay chê là không mạnh mẽ gì đó. Thì ở giống như 2023 thì đây là phiên bản 2024 nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều, càng giống hơn cái phiên bản quay y hơn nữa ha. Còn khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì các bạn mình cũng đã biết rồi. Ở phiên bản 2023 thì dòng xe Future cũng đã làm rất là tốt rồi. Tuy nhiên bản 2024 lại là cái phiên bản thay đổi đột phá hơn nữa, khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn tí xíu nữa, 1,47 lít trên 100 km. Thì ước tính của dòng xe này 1 lít xăng sẽ đi tầm khoảng cỡ 60 đến 65 nha bạn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Về phần động cơ thì không cần phải bàn rồi, nhưng mà những xe nói lại nha, 125 khối động cơ cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ với cái thương hiệu của Honda chính hãng. Các bạn mình sử dụng 5, 7 năm, 9, 10 năm chẳng hạn, ít có bị vấn đề hư hỏng lặt vặt thì mình sẽ tiết kiệm hơn kha khá cái vấn đề tiền bạc và kết hợp thêm cái là tiết kiệm xăng như thế này nữa. Thì trong 9, 10 năm đó thì mình có thể là dư ra một khoản tiền nào đó để mình có thể là nâng cấp hoặc là mình lên một dòng xe khác. Và hiện tại dòng xe Future này các bạn mình sử dụng sau này mình có nhu cầu mình lên đời xe mới chẳng hạn, thì với những cái thương hiệu Honda như thế này các bạn mình có đi bán lại đổi xe thì nó cũng vẫn là giữ giá trị cao hơn so với những dòng xe khác trong cùng phân khúc. Rồi, những sẽ đi đến những cái thế mạnh của dòng xe Future này. Đầu tiên là về cái bộ khóa ha. Bộ khóa dòng xe này sử dụng là bộ khóa đa năng 4 trong 1 ha, khóa cổ, khóa điện, khóa từ và kết hợp thêm một cái công tắc là mở yên. Mình chỉ cần một thao tác nhỏ ấn vào mình sẽ dễ dàng là mình mở yên, rất là tiện lợi. Các bạn mình đi vào những khu vực
đêm tối á, thì cái việc mình mở yên ở dưới yên xa này nó sẽ khó hơn, khăn hơn rất là nhiều, tại vì mình phải mài mò ở những khu vực đêm tối thì nó khó tìm vị trí hơn. Còn bản 2024 và đặc biệt khu chờ này nó sẽ mở ở cái phần yên ha. Hộp đựng đồ của dòng xe này thì đây là thuộc hộp đựng đồ cỡ lớn nha. Mình có thể là để nón bảo hiểm cả đầu vẫn được, hay là rất là nhiều vật dụng trong đó ha các bạn, để rất là nhiều, chứa rất là tốt. Và bình xăng của dòng xe này cũng là rất là khủng khiếp ha, 4,6 lít. Với bình xăng 4,6 lít này, các bạn mình tự tin đổ đầy bình xăng đi vào những cung đường dài mà ít hao vấn đề, ít lo vấn đề là phải tìm vị trí đổ xăng nhiều hơn. Thì đây là cái vị trí là phun xăng điện tử ha. Rồi. Thì dòng xe phun chờ thì hiện tại nó có những cái phiên bản cũng như là cái màu sắc khác nhau. Chẳng hạn như phiên bản bánh căm thì có phiên bản là màu xanh này. Và phiên bản bánh mâm thì nó có lại phiên bản màu khác nữa, chẳng hạn như là xanh đen, đỏ đen, trắng đen. Còn phiên bản đặc biệt thì nó có là màu đen nhám và phiên bản màu xanh nhám. Thì nói về giá thì dòng xe Future hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá. Giá hôm nay nó chỉ từ là 34.790.000 thôi nha các bạn. Khi các bạn mình mua xe ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều chương trình khuyến mại tại cửa hàng Hòa Đức bên mình. Đầu tiên thì các bạn mình xin hỗ trợ chương trình giảm giá trước bạ là 500.000 chịu thẳng trên giá. Chương trình kế tiếp là các bạn mình sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá là 500.000 để mình mua ba ga, phụ kiện hoặc là công tắc đèn để mình có nhu cầu, hoặc là gắn chống trộm gì đó, hoặc là các bạn có thể là chọn mình gắn đèn Z-Bass cũng được. Cửa hàng bên mình sẽ trừ cho các bạn là 500.000 ha, và giảm giá được 30% phụ kiện nữa. Và các bạn mình sẽ được nhận một cái gói quà tặng trị giá là 500.000 ha, bao gồm mũ bảo hiểm, áo mưa, xăng, móc khóa, phiếu bảo dưỡng trị giá là 462.000. Rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Bên cạnh đó, bên cửa hàng bên mình còn có nhiều chương trình khuyến mãi hơn, ví dụ như là các bạn mình có nhu cầu mình đổi xe. Thì với cái việc đổi xe này, các bạn mình bắt buộc phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là xe 50, xe khác hãng cũng được nha. Các bạn mình cứ yên tâm nha, cửa hàng bên mình sẽ thu cho các bạn với giá cực kỳ hấp dẫn để mình đổi xe. Với chương trình này, các bạn mình sẽ được hưởng là một trong hai chương trình khuyến mãi chính. Các bạn mình chọn hình thức mua trả góp thì cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ lãi suất 0% lãi suất. Và chương trình này thì duy nhất tại cửa hàng Hòa Đức bên mình mới có nha, bên ngoài sẽ không có chương trình này. Còn các bạn mình chọn hình thức mua tiền mặt thì cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ giảm thêm là 1 triệu đồng nữa ha, tùy theo chương trình khuyến mãi. Các bạn mình phù hợp chương trình nào thì cửa hàng bên mình sẽ áp dụng cho các bạn thôi. Các bạn mình cứ yên tâm, không có bị mất về chương trình khuyến mãi nào cả. Còn các bạn mình đến với cửa hàng có nhu cầu mua xe trả góp luôn thì các bạn mình có nhiều chương trình khuyến mãi. Chỉ ví dụ như có thể là chọn hình thức trả trước 10% để hồ sơ mình dễ lên hồ sơ hơn. Còn các bạn mình muốn lên hồ sơ với lãi suất rẻ hơn thì chọn hình thức là trả 20%. 20% nó tương đương tầm khoảng cả 7,2 triệu các bạn. Sẽ được lãi suất là 0,79% hoặc là 1.29 gì đó tùy theo ngân hàng để lên hồ sơ cho các bạn. Và chưa dừng lại ở đó, cửa hàng bên mình sẽ giao cho các bạn cào vạt gốc để các bạn mình đi đường luôn nha. Vừa lãi suất rẻ mà vừa nhận luôn cào vạt gốc nha. Về chi tiết như thế nào thì mời các bạn mình đến với cửa hàng Honda Vỡ Đức có số địa chỉ số 50 đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Và số liên hệ với Nhượng là qua số 0964 234 878. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. Xin chào ạ.